Xin kính chào tất cả các bạn, chào anh chị em cơ giới nha. Hôm nay mình đang còn bị dự án tháo dỡ tại Đồng Lai, khu công nghiệp Biên Hòa 2. Dự án có công ty Westlake Hồng Bao. Công ty này là công ty 100% vốn của Mỹ. Đây là dự án của giai đoạn đoạn 2. Giai đoạn trước thì mình đã làm 1 năm rồi, thì bây giờ mình có nghe mặt bằng trống. Hôm nay tất cả xe cộ phương tiện đã tập kết về đây, thì mình đã chuẩn bị thôi. Hôm nay mình xin review lại cái xe máy xúc PC128UU-2 của công ty. Xe này thì công năng đầu tiên là đào đất này, cái gầu nó đây mọi người. Nhưng về tới mình bên làm tháo dỡ thì bên mình sẽ trang bị thêm một số công cụ để phục vụ cho cái công việc tháo dỡ của mình. Thì xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây đang gắn ở trên xe đó là chiếc kìm cắt số 8. Kìm này là để cắt hạ xoay 360 độ cắt bê tông phá dỡ. Còn đây là gầu thì là gắn lên máy xúc, thì mọi người biết rồi. Đây là cây búa thì là phá dỡ bê tông. Còn đây là cái kìm bóp bê tông ngàm cá sấu này, Komatsu 200, mình gắn lên xe 228. Ống thủy lực ti và ngàm răng cá sấu. Đây gọi là kìm bóp bê tông nha các bạn. Đây, trong đây nó có cái hai cái mỏ này. Đấy, mỏ trên và dưới, và ở miệng nó sẽ có 6 cái lợi. Và phía dưới là nó là cái khe trống ấy. Khi mình mở cái miệng này ra, mình bóp vào cái bê tông ấy, thì nó sẽ vỡ vụn, và cái phần bê tông mà vỡ ra thì nó sẽ rơi xuống cái khe này. Thì đây cũng không phải là cái kìm nhập, và kìm này là mình mua, kìm này Việt Nam mình chế nha mọi người. Đó, Việt Nam mình chế tạo. Nó trang bị cho một cái xe mà làm công việc tháo dỡ. Còn đây là chiếc cây búa đục bê tông thủy lực. Đây là búa EDT. Thì đây cũng là đồ Trung Quốc thôi, nhưng mà mình muốn đồ mới nên là mình sẽ xài nó. Còn mua búa mới của Nhật, của Hàn thì rất mắc. À, búa EDT Trung Quốc như là 1.600 á, 1.600. Còn đây cái gầu này thì một gầu là một khối. Trang bị cho chiếc xe đây là rất nhiều đồ chơi nha cả nhà. Đây, kìm bóp bê tông cắt xấu, búa đục thủy lực gầu, và trên xe đang gắn kìm cắt. Kìm này là cắt hạ. Thì đây là chiếc xe PC228UU-2. Đây, chiếc xe đang gắn ở trên là cái kìm cắt bê tông. Mình thì mình trang bị một cái tháo lắp nhanh. Khi mình chỉ bật công tắc thì sẽ mở cái này ra và nó sẽ thay gầu, thay búa, thay kìm vào. Cái này gồm hai cây ti hai bên, có thể là mình một găng tay mình 20 là 400 đấy. Ti này là 400. Hai cây ti hai bên. Và cái đầu này là cái đầu xoay, có thể xoay 360 độ. Đó, đây là cái kìm. Nghĩa là mình bóp bê tông, hai cái miếng này nó sẽ ăn bê tông và nó sẽ bóp bê tông vỡ ra, có thể xoay để cắt những cái chân cầu. Còn đây là cái kéo, miếng thép có thể cắt đứt sắt tới 32. Cây kìm cắt bóp hạ bê tông. Đây là cái tháo nắp nhanh để thay đổi công năng giữa búa, gầu và kìm. Đây là đường ống thủy lực, một đường ống đi, một đường ống về. Đây là đường ống của cái tháo lắp nhanh. Đó, trang bị cho một cái xe như vậy thì với bốn cái công năng: đào đất, cắt hạ xoay 360 độ,
búa bắn thủy lực, bắn phá bê tông, kìm bóp bê tông, nghĩa là mình hạ xuống đất rồi mình sẽ dùng cái này để mình bóp, còn cái đó sẽ hạ trên cao, xoay 360 độ thì mình dễ thi công. Đó, công năng của một chiếc xe máy xúc nó rất là nhiều công năng nha mọi người. Ngoài việc xúc đất, đó là truyền thống của nó, thì nó sẽ gắn được các cái công cụ này và thi công trong lĩnh vực cơ giới tháo dỡ thì bắt buộc phải có đủ đồ nghề như thế này. Thì đây, cái kìm này mình mua 95 triệu kìm của Việt Nam, của Thắng Anh ở Hải Phòng. Bây giờ thì cũng đã xài được cả năm rồi. Cái búa EDT này thì mua 145 triệu. Nó rơi vào 250. Và cái kìm xoay 140 triệu là cũng gần 400 triệu nha mọi người. Còn cái gầu thì luôn luôn ở trên xe, khi mua là có rồi. À, khi đầu tư một chiếc xe mà để phá dỡ thì các bạn cũng phải đầu tư ít nhất 400 trên 400 triệu thì mới đủ đồ nghề. À, thì mình sẽ tháo dỡ tất cả các cái phần kho xưởng đây. Và sẽ dùng cái kìm xoay 360 độ này để cắt hạ xuống đất. Sau đó mới dùng gầu để đào móng, dùng búa thủy lực để bắn những đế móng lớn và dùng kìm bóp để bóp vỡ bê tông, tách thép ra. Vâng, hôm nay rất là rảnh rỗi thì review với các bạn chiếc xe Komatsu PC228 này và những công cụ của nó, công năng của nó trong lĩnh vực phá dỡ. Hôm nào mình rảnh mình sẽ review chi tiết chiếc xe máy xúc này đến với quý khán giả, các anh chị em cơ giới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.